Ngày hôm nay, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Tấn Sang, sinh năm 1999, trú tại phường Thủy Vân, thành phố Huế, về hành vi giết người. Trước đó, vào khoảng 17 giờ ngày 12 tháng 1, sau nhận được thông tin đối tượng Nguyễn Tấn Sang có hành vi chặn các phương tiện giao thông trên tuyến đường Lê Đức Anh, phường Thủy Vân, thành phố Huế. Đây là đoạn đường một chiều có lưu lượng tham gia giao thông lớn vào giờ cao điểm, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đại úy Trần Duy Hùng, phó trưởng công an phường Thủy Vân và trung úy Dương Văn Minh Hiếu, cảnh sát khu vực phường cùng bảo vệ dân phố nhanh chóng đến hiện trường để vận động, nhắc nhở và yêu cầu đối tượng Sang quay trở về nhà. Tuy nhiên, Nguyễn Tấn Sang không những không chấp hành yêu cầu của lực lượng công an mà còn có thái độ hung hãn, lời qua tiếng lại và xô xát với lực lượng tổ công tác. Quá trình này, tổ công tác đã đưa được đối tượng rời khỏi khu vực đường giao thông Lê Đức Anh vào gần cổng nhà của đối tượng. Lúc này đối tượng vung chạy vào trong nhà và chạy ra cầm theo một con dao thái lan bất ngờ tấn công tổ công tác. Trước hành vi nguy hiểm của đối tượng Sang, đại úy Trần Duy Hùng và các đồng chí khác đã dũng cảm áp sát khống chế, bắt giữ đối tượng. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tiếp cận đối tượng, đại úy Trần Duy Hùng đã bị đối tượng đâm nhiều nhát vào cổ và ngực. Mặc dù đã được các y bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế tập trung cấp cứu, nhưng đại úy Trần Duy Hùng đã không qua khỏi do vết thương quá nặng.